Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024. Đến dự có đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ. Hội nghị được kết nối với điểm cầu Công an các huyện, thành phố. Năm 2023, quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh đã cụ thể hóa và xác định 3 giải pháp trọng tâm đột phá với phương châm hành động, chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để xảy ra phức tạp, đột xuất bất ngờ. An ninh chính trị, an ninh tôn giáo được giữ vững và ổn định. Tổ chức thành công diễn tập xử trí tình huống, giải quyết tập trung đông người, phá rối an ninh, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp đối với tội phạm, tệ nạn xã hội. Các chỉ tiêu công tác về phòng chống tội phạm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu bộ giao. Triển khai có hiệu quả đề án 06 của Chính phủ, Ninh Bình là một trong 5 tỉnh đầu tiên trên cả nước hoàn thành thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, số vụ tai nạn giao thông giảm 24 vụ so với năm 2022. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng. Phối hợp hiệu quả với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Số đảng viên mới kết nạp vượt chỉ tiêu tỉnh ủy giao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, những kết quả, thành tích toàn diện trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng của Công an tỉnh đã đạt được trong năm qua. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2024, đồng chí đề nghị Công an tỉnh tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình công tác Bộ Công an đã đặt ra, bám sát chương trình hành động của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện sát thực, khả thi, chú trọng làm tốt công tác đảm bảo an ninh đối ngoại, xuất nhập cảnh, an ninh chính trị, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh công nhân, an ninh mạng, an ninh tôn giáo. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai đồng bộ các giải pháp an dân. Trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, cần nắm chắc diễn biến, tình hình, kịp thời phân tích phương thức, thủ đoạn mới, nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác phòng ngừa xã hội, kéo giảm tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy, chữa cháy và các mặt công tác khác. Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an, thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc đã khẳng định, năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, với sự nỗ lực, đồng lòng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh và sự quyết tâm cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành 14 trên 17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong kết quả chung đó, có đóng góp to lớn của lực lượng công an tỉnh. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, đồng chí đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cần bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, thực hiện có hiệu quả nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là tập trung triển khai các mặt nghiệp vụ công tác, cùng tỉnh sớm hiện thực hóa những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ rất lớn, có tính chiến lược, định hình phát triển tỉnh cho nhiều giai đoạn sau này. Trọng tâm là xây dựng Ninh Bình đến năm 2030 trở thành tỉnh khá, cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc trung ương theo tính chất đô thị di sản thiên nhiên kỷ, thành phố sáng tạo, trung tâm du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản của quốc gia và quốc tế. Trung tâm công nghiệp công nghệ cao, lấy công nghiệp cơ khí ô tô làm động lực, địa bàn vững chắc về quốc phòng, an ninh.
xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, kinh tế phát triển, xã hội văn minh, phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Đến năm 2035, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, hiện đại, văn minh, bản sắc, có giá trị thương hiệu thứ hạng cao trong mạng lưới đô thị di sản và hệ thống kinh tế di sản khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ tin tưởng lực lượng công an tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2024, cùng tỉnh sớm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh hứa sẽ lĩnh hội, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, sớm cụ thể hóa trong chương trình công tác năm, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2024 với chủ đề xây dựng lực lượng Công an Ninh Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì quê hương Ninh Bình ổn định, phát triển, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Quyết tâm hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu công tác năm. Tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một tập thể, hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trao tặng cờ thi đua năm 2023 của Bộ Công an cho 3 tập thể. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc đã tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 4 tập thể. Nhân dịp này, nhiều tập thể cũng vinh dự được trao tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng năm 2023. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, khối trưởng các khối thi đua của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn trình bày báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong năm, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng với việc quán triệt thực hiện chủ đề công tác năm 2023, giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, hiệu quả thực chất, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành, phát huy dân chủ, kiên định mục tiêu phát triển, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành và hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp với phương châm rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, đã ban hành và quyết tâm thực hiện chương trình công tác với 198 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Nhờ chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, đến nay các đơn vị đã hoàn thành 177 nhiệm vụ. Kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt mức khá, ước đạt 7,27%, đứng thứ 23 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Giá trị GRDP ngành công nghiệp đạt trên 14.400 tỷ đồng, tăng 1,51% so với năm 2022. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định đúng hướng. Giá trị GRDP ngành nông lâm thủy sản tăng 2,86%. Giá trị sản xuất trên 1 hectare đất canh tác đạt 155 triệu đồng, vượt kế hoạch. Toàn tỉnh có 148 sản phẩm được công nhận OCOP. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt. 100% số xã, huyện, thành phố đã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động, hoạt động du lịch phát triển mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Du lịch Ninh Bình luôn nằm trong nhóm 15 điểm đến hàng đầu, 10 tỉnh có lượng khách đến cao nhất cả nước, được nhiều chuyên trang du lịch có uy tín trong nước và quốc tế bình chọn là điểm đến hấp dẫn, điểm du lịch hiếu khách và được yêu thích nhất.
Năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên 18.400 tỷ đồng, đạt 82,3% dự toán. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, chính trị, các hội thảo quan trọng mang tầm quốc gia, quốc tế. Các giá trị bản sắc độc đáo được quảng bá, lan tỏa, từng bước chuyển hóa thành nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển xã hội. Hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh và hiệu quả. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm, tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14 trên 17 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Song Tùng trình bày dự thảo báo cáo chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, chương trình công tác đề ra 216 nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị, trong đó tập trung cao cho các đề án quan trọng đã được đăng ký vào chương trình công tác của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Về các nội dung trình Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2024, dự kiến trình Hội đồng Nhân dân tỉnh 18 báo cáo và 24 dự thảo, nghị quyết. Về các nhiệm vụ trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự kiến có 163 nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trong chương trình công tác là tiền đề, nền tảng quan trọng trong việc cụ thể hóa khát vọng đưa Ninh Bình đến năm 2030 là tỉnh khá, cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc trung ương, theo tính chất đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, là trung tâm du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, gắn với những dịch vụ đặc sắc thương hiệu mang tầm quốc gia và quốc tế. Đến năm 2035, trở thành thành phố trực thuộc trung ương hiện đại, văn minh, bản sắc, có giá trị thương hiệu thứ hạng cao trong mạng lưới đô thị di sản và hệ thống kinh tế di sản khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích chỉ rõ những kết quả công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Ủy ban Nhân dân tỉnh và kết quả của từng ngành, địa phương, đơn vị trong năm qua. Thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại hạn chế còn gặp phải, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp góp phần thực hiện tốt chương trình công tác, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi kinh tế, kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực, xây dựng cơ chế chính sách phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới cách thức, thu hút các nhà đầu tư lớn có tiềm lực về kinh tế, tạo ra giá trị tăng thêm, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, phục hồi sản xuất. Về nội vụ, đại biểu đề nghị khẩn trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo lộ trình, đặc biệt chú trọng công tác tư tưởng, vận động quần chúng, nhất là việc sắp xếp cán bộ dôi dư. Đại biểu cũng đề xuất các giải pháp tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là thực hiện hiệu quả các đề án xây dựng lực lượng công an vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự, an ninh đô thị, nâng cao năng lực công tác phòng cháy chữa cháy, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ lớn trên lĩnh vực văn hóa thể thao, quyết tâm cùng tỉnh sớm hiện thực hóa các chủ trương định hướng lớn, xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, trung tâm tổ chức các sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế, xây dựng Ninh Bình thành đô thị di sản thiên niên kỷ, hướng tới thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai. Đồng thời đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư kết nối hạ tầng khung, vùng kinh tế ven biển để nhanh tốc độ đô thị hóa để Kim Sơn sớm trở thành thị xã. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đánh giá cao và ghi nhận biểu dương những nỗ lực thành tích mà Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành địa phương của tỉnh đã đạt được trong năm vừa qua, đồng thời gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2024. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là vai trò chỉ đạo điều hành cụ thể trực tiếp của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, rất đáng phấn khởi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những nhiệm vụ phương hướng có tính chiến lược, tạo bước đột phá của tỉnh trong thời gian tới. Theo đó, mục tiêu đề ra là xây dựng tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, trở thành tỉnh khá, về cơ bản đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc trung ương. Đến năm 2035, trở thành thành phố trực thuộc trung ương, lấy tính chất đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo làm giá trị cốt lõi, đồng thời là một trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế, một trung tâm lớn về công nghiệp văn hóa của đất nước, một đầu tàu và mắt xích trọng yếu kết nối mạng lưới các di sản, thành phố sáng tạo, trung tâm du lịch vùng và liên vùng, quốc gia và quốc tế.
Cùng với đó, phát triển toàn diện văn hóa xã hội, con người, bảo vệ môi trường sinh thái, hướng vào các tiêu chí địa phương phát triển, xã hội phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, hình mẫu tiêu biểu kết hợp hài hòa giữa phục dựng, bảo tồn di sản, văn hóa và thiên nhiên với phát triển nhanh, bền vững. Năm 2024 là năm chuẩn bị kết thúc của nhiệm kỳ 5 năm, có nghĩa hết sức quan trọng. Đồng tình với các nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra trong dự thảo báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tiếp tục bám sát các chủ trương định hướng lớn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và cụ thể hóa trong điều hành. Cái thứ hai thì chú ý những vấn đề về thuộc về cơ cấu và chất lượng phát triển, về cái động lực tăng trưởng. Thì trong báo cáo tôi thấy cũng đã cái nhấn mạnh rất nhiều, nhưng tôi xin con gợi mở mấy điểm thế này. Một là trong thu hút đầu tư chúng ta vừa phải cơ cấu lại nền kinh tế, và thứ hai để khắc phục nguy cơ chúng ta tụt hậu về quy mô nền kinh tế. Về đô thị hóa và xây dựng nông thôn thì phải đặc biệt chúng ta có thái độ cách thức nghiên cứu kỹ, thậm chí có một đề án về bảo tồn, gìn giữ, phát huy những cái giá trị của nông thôn. Và đô thị di sản thiên nhiên kỳ chỉ thành công khi chúng ta có một nông thôn thực sự là nông thôn đặc biệt. Những gì có giá trị được bảo tồn về đô thị, một là quy hoạch và quản lý mục tiêu thật tốt các vùng quy hoạch các đô thị, thứ hai là quản trị tính chất đô thị di sản, thứ ba nữa là quản trị chất lượng đô thị với tính chất đô thị di sản. Với quốc phòng quân sự địa phương thì tôi xin nhắc lưu ý một cái điểm: không được một phút nào lơ là mất cảnh giác. Những vấn đề về văn hóa con người thì tôi xin đề nghị cái này: chúng ta xây dựng đô thị di sản thiên nhiên kỳ, phát huy giá trị văn hóa con người cố đô Hoa Lư. Rõ ràng nó khác với thủ đô, khác Huế, hai cố đô nó khác nhau thế này, khác trong đồng bào Bắc Bộ vừa có chung cái riêng thế này, thì bây giờ phải nhận diện được ra thì mới chỉ đạo được. Chỉ đạo nó cái gì bắt đầu chúng ta đưa vào tuyên truyền, cái gì giáo dục, chúng ta xây dựng văn hóa lối sống cho từng khu phố được, khu dân cư được, đưa cho các hội để tuyên truyền được. Muốn thế thì bây giờ là phải xây dựng được bộ công cụ tiêu chí nhận diện. Đấy, Ủy ban Nhân dân, các sở ban ngành chính là những người tiên phong về chỗ này. Xung quanh về bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, thích ứng biến đổi khí hậu thì chúng ta lưu ý là càng khó khăn càng phải quan tâm đến công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, hướng vào chỉ số hạnh phúc con người, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp các ngành, các địa phương trong tỉnh nhất định sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mang tính chiến lược, đột phá đã đặt ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc khẳng định, những gợi mở của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là sự động viên, khích lệ, truyền cảm hứng, tạo niềm tin vững vàng để Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với các ngành các cấp trong tỉnh tiếp tục quyết tâm nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là những phương hướng, nhiệm vụ có tính chất chiến lược, tạo bước đột phá cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhấn mạnh lại những nỗ lực và một số kết quả nổi bật đạt được năm 2023 trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ. Ủy ban Nhân dân tỉnh các cấp các ngành trong năm 2023 thì đã cố gắng nỗ lực phải thực hiện khối lượng công việc thường xuyên ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, đồng thời xử lý nhiều việc cấp bách, đột xuất phát sinh, tiếp tục giải quyết những tồn đọng, hạn chế kéo dài nhiều năm, tổ chức thực hiện tới gần 500 hội nghị, tổ chức rất nhiều hội nghị chuyên đề để giải quyết những vấn đề còn chưa thống nhất. Về kết quả điều hành phát triển kinh tế xã hội thì trong báo cáo thì đã cũng khẳng định và có kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Thì với tốc độ 7,27% ta tiếp tục giữ được cái cơ cấu kinh tế của 3 lĩnh vực để đảm bảo sự hài hòa, và dịch vụ trên cơ sở nền tảng đã sẵn có và chúng ta phát triển một cái tư duy một tầm chiến lược bài bản hơn, thì dịch vụ năm ngoái chúng ta tăng 15,15%, năm nay chúng ta vẫn tiếp tục tăng được là 13,23%. Về đầu tư phát triển mặc dù khó khăn
nhưng tiếp tục đang là động lực cho tăng trưởng. Vốn đầu tư toàn xã hội chúng ta cũng tăng được trên 7%. Về đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, giao thông và các kết cấu hạ tầng khác thì được đẩy mạnh và dần đã khẳng định được quan điểm lãnh đạo chỉ đạo và cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 23. Quan điểm tham mưu của Ủy ban dân tỉnh, của các ngành và sự lãnh đạo chỉ đạo một cách sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc điều hành ngân sách 5 tháng cuối năm. Nhưng Ban Thường vụ đã từ tháng 7 đã cho quan điểm lãnh đạo chỉ đạo về điều hành thu chi ngân sách, để từ đó chúng ta đảm bảo được chi thường xuyên của tỉnh, của tất cả các lĩnh vực. Thứ hai là chi cho đầu tư phát triển những công trình trọng điểm tập trung lãnh đạo chỉ đạo thì được đáp ứng. Thứ ba là chi cho an sinh xã hội thì vẫn duy trì, và chính sách an sinh xã hội vẫn tiếp tục được quan tâm nhiều hơn trong năm 2023, thể hiện quan điểm tham mưu rất là sát, là sâu của các ngành trong khối kinh tế, sự đồng thuận thống nhất của tất cả các sở ngành có liên quan và chủ tịch, lãnh đạo các huyện, thành phố và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có những quyết định hết sức đúng đắn, sát hợp với tình hình thực tiễn để chúng ta đến thời điểm này bước 2024 để lãnh đạo chỉ đạo một cách vững vàng các mục tiêu lớn. Công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là các quy hoạch lớn, thì năm 2023 chúng ta đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu, và đây là nhiệm vụ trọng tâm thể hiện được chiến lược, định hướng và tầm nhìn. Chúng ta có một tầm nhìn chiến lược về quy hoạch mang bản sắc và định hướng riêng cho Ninh Bình. Lĩnh vực văn hóa xã hội chúng ta có nhiều tiến bộ, đặc biệt là năm nay chúng ta đã ban hành hai chính sách an sinh xã hội rất quan trọng, đó là chính sách hỗ trợ nhà ở, xây dựng mới nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Thực hiện đặc biệt là cái nhiệm vụ mới phát sinh, đó là sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Thì đây là một tư duy phát triển, là bản lĩnh của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dưới sự tham mưu các cấp các ngành trong việc sắp xếp đơn vị hành chính gắn với định hướng phát triển và cơ cấu lại không gian cho phát triển. Thì đây là một cái điểm nhấn, một cách làm mới cũng quyết tâm trong sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ rõ một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, trong đó yêu cầu cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là bám sát trong quá trình tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị, nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tạo sức mạnh đồng thuận, sự đoàn kết thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, kiên định mục tiêu không thoái chí trước khó khăn, nắm chắc tình hình thực tiễn, coi trọng công tác dự báo, tăng cường công khai minh bạch trong cải cách thủ tục hành chính, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, trao đổi đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cần tiếp tục nỗ lực quyết tâm cao, kiên trì từng bước thực hiện mục tiêu rất lớn của tỉnh là đến năm 2030, cơ bản đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương. Đến năm 2035, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, văn minh, bản sắc, có giá trị thương hiệu di sản thứ hạng cao trong mạng lưới đô thị di sản và hệ thống kinh tế di sản châu Á, Thái Bình Dương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ tin tưởng với sự lãnh đạo trực tiếp của tỉnh ủy, sự hỗ trợ phối hợp tốt của các ngành các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024, năm mới giành nhiều thắng lợi mới. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức phát động và ký giao ước thi đua năm 2024. Phát động phong trào thi đua năm 2024, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh khẳng định, những kết quả năm 2023 có sự đóng góp quan trọng của công tác triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và việc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng. Các cấp các ngành đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả thiết thực, sôi nổi, rộng khắp các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các bộ ngành trung ương phát động, gắn chặt với việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển của tỉnh nói chung, của từng cơ quan đơn vị địa phương nói riêng.
Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, đồng chí đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các cơ quan đơn vị địa phương đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức trí tuệ vào thành tích chung của tỉnh qua các phong trào thi đua yêu nước. Đây là tiền đề quan trọng tiếp thêm động lực, sức mạnh để thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 và nhiệm vụ mục tiêu năm 2024. Để huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng tâm hiệp lực của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng chí đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương và các khối thi đua của tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm công tác thi đua khen thưởng như sau. Một là tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng. Trọng tâm là tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt là quán triệt triển khai thực hiện luật thi đua khen thưởng có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Để công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cấp, các khối thi đua và nhân dân, nhất là nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trong triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng. Thứ hai, các cơ quan đơn vị địa phương, tổ chức doanh nghiệp thuộc các khối thi đua tập trung hoàn thành và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ đã được đề ra trong chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể hóa thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị gắn với định hướng quan điểm mục tiêu nhiệm vụ rất lớn có tính chiến lược, định hình phát triển tỉnh cho nhiều giai đoạn sau này. Thứ ba, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện các phong trào thi đua nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan đơn vị địa phương, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai minh bạch, có tác dụng giáo dục nêu gương, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, quan tâm phát hiện các mô hình điển hình tiên tiến, nhân tố mới để biểu dương khen thưởng nhằm thúc đẩy cổ vũ phong trào thi đua nước, tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Bốn là phát động tổ chức thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng, những thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống vẻ vang của 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và lực lượng vũ trang địa phương. Thứ năm, quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bằng những phong trào, nhiệm vụ cụ thể. Các cơ quan, đơn vị địa phương trong toàn tỉnh tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, tinh thần chủ động, tích cực trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng chính quyền số và tiếp tục thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là trong hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy, tạo cơ sở khoa học vững chắc, động lực mạnh mẽ cho sự phát triển. Sáu là phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các hội đoàn thể và các tầng lớp nhân dân nhằm củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân,
tạo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và tinh thần thi đua sôi nổi trong tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội để thực hiện kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách, chương trình, dự án, đề án nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, các ngành. Đồng chí đề nghị các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, trưởng các khối thi đua và thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua trong năm 2024 với khí thế sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển toàn diện kinh tế xã hội năm 2024. Ngay sau phát động thi đua của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các khối thi đua đã phát biểu hưởng ứng và nêu quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới. Đồng thời, 16 khối thi đua của tỉnh đã cùng ký kết giao ước thi đua năm 2024. Chiều nay, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, đại diện thường trực, trưởng ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Năm qua, công tác tuyên giáo tiếp tục được triển khai đồng bộ toàn diện các mặt công tác, có một số điểm nổi bật đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đã tích cực, chủ động trong việc tham mưu cho tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy sơ kết, tổng kết một số lĩnh vực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển văn hóa, con người, xây dựng đảng về tư tưởng, chính trị và đạo đức. Chủ động tham mưu và chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, ngày kỷ niệm của đất nước và của tỉnh. Tiếp tục đổi mới công tác quán triệt triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đảm bảo kịp thời và thiết thực. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện chủ đề công tác năm 2023 tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, ngày càng xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt. Việc sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa lớn. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, công tác thông tin đối ngoại ngày càng nền nếp, hiệu quả. Công tác định hướng hoạt động báo chí, văn hóa, văn nghệ, nắm bắt, phản ánh diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đảm bảo kịp thời. Việc thực hiện các chương trình phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, giữa các ngành trong khối khoa giáo được tăng cường. Công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống ngành được quan tâm. Hoàn thành chỉnh lý, bổ sung, tái bản lịch sử Đảng bộ tỉnh tập 1, tập 2. Biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ tỉnh tập 3. Phát huy hiệu quả hoạt động của cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giữ vững ổn định về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo khí thế thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Tuất ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn diện, rõ nét mà ngành tuyên giáo đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị trong năm 2024, ngoài thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong dự thảo báo cáo, ngành cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các mặt nhiệm vụ của công tác tuyên giáo. Cần tham mưu phối hợp, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2024. Chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân làm tốt, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Công tác tuyên giáo cần chủ động hơn nữa trong việc tham gia giải quyết những việc mới, việc khó, những vấn đề khó khăn phức tạp, nhạy cảm như giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tuyên truyền vận động giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, làm tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 35 và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh, phối hợp thực hiện quy định số 137 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Tiếp tục quan tâm đào tạo bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp trong tỉnh, quan tâm tới hoạt động của Trung tâm Chính trị các huyện, thành phố.
Ngành tuyên giáo cần thể hiện rõ vai trò là lực lượng chủ trì, nòng cốt, chủ động nghiên cứu tích cực tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 23. Trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Mai Hoa khẳng định, với phương châm tiền phong đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết, ngành sẽ làm tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền trước các sự kiện, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trong năm nay. Trước mắt là triển khai thực hiện nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 13, phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình phối hợp với các cấp, các ngành và công tác lý luận chính trị, triển khai đồng bộ hiệu quả công tác tuyên truyền báo chí, xuất bản văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu trên các lĩnh vực khoa giáo gắn với giải quyết các vấn đề thiết thực trong đời sống. Đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức công tác tuyên giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp này, 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong công tác và trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đinh Việt Dũng vinh dự được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo. Nhiều tập thể cá nhân vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương khen thưởng. Chiều nay, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và tổ chức khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong tổ chức Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 năm 2023. Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo. Trong năm 2023, lĩnh vực văn hóa, thể thao của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng. Trong năm có hàng trăm sự kiện văn hóa, thể thao, trong đó có nhiều sự kiện cấp quốc gia, quốc tế. Nổi bật là chương trình nghệ thuật đêm giao thừa, Tết quê hương, Ninh Bình 2023, lễ kỷ niệm 1055 năm nhà nước Đại Cổ Việt và lễ hội Hoa Lư. Các hội thảo khoa học về di sản văn hóa, đặc biệt là lễ hội văn hóa hiện đại Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 với chủ đề Sắc màu di sản, hội tụ và lan tỏa. Công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản được quan tâm thực hiện, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình được chú trọng. Lĩnh vực thể thao quần chúng tiếp tục được phát triển sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. Thể thao thành tích cao đạt kết quả quan trọng với 273 huy chương quốc gia và 45 huy chương quốc tế. Lần đầu tiên đội bóng chuyền nữ Ninh Bình Liên Việt Bosbank vô địch quốc gia. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng những thành tích mà ngành văn hóa và thể thao tỉnh đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục chủ động nâng cao năng lực tham mưu cho tỉnh hoàn thành các đề án, kế hoạch lớn như xây dựng không gian văn hóa Hoa Lư, phục dựng kinh thành Hoa Lư, các dự án bảo tồn, tôn tạo, khai quật khảo cổ học để nhận diện làm rõ hơn giá trị văn hóa lịch sử, vị thế quan trọng của vùng đất Ninh Bình trong tiến trình lịch sử dân tộc. Tập trung hoàn thành các dự án xây dựng thiết chế văn hóa lớn của tỉnh. Tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và gia đình, đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng, đồng thời chú trọng vào các môn thể thao mũi nhọn có thế mạnh như bóng chuyền, điền kinh, hướng tới là bóng đá. Cơ cấu lại các lễ hội trong năm, đặc biệt là đăng cai và tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, thể thao có quy mô lớn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, thu hút và níu chân du khách về với Ninh Bình, hướng đến xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia và quốc tế, thành đô thị di sản thiên niên kỷ và tiến tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ phong trào thi đua của ngành. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2. Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Sở Tư pháp. Trong năm 2023, Sở Tư pháp đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, triển khai đồng bộ nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực. Trong đó, công tác xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật luôn được chú trọng và nghiên cứu đổi mới, bảo đảm về chất lượng.
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện có hiệu quả, đặc biệt trong năm qua đã tổ chức thành công hội thi hòa giải viên giỏi cấp tỉnh, chọn đội thi tham dự hội thi khu vực phía Bắc và vòng chung kết toàn quốc đều đạt giải 3. Đối với quản lý nhà nước, các lĩnh vực hành chính, bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp đã chỉ đạo phòng chuyên môn và đơn vị có liên quan thường xuyên nắm bắt thực tế, sâu sát cơ sở, nghiên cứu giải pháp tăng cường vai trò quản lý nhà nước, đặc biệt đối với hoạt động công chứng, chứng thực, hộ tịch, đấu giá tài sản, hỗ trợ tích cực cho các cơ quan tiến hành tố tụng và tránh thất thoát tài sản nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính đã mang lại nhiều tiện ích cho công dân, tổ chức. Các cuộc thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng tiến độ, tiếp công dân được thực hiện thường xuyên, tiếp nhận và xử lý kịp thời mọi ý kiến của công dân. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Sở Tư pháp tiếp tục phổ biến, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ đề công tác năm của tỉnh ủy, phối hợp với các cấp các ngành tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành, hoàn thành và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính, hoàn thành việc số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh, đổi mới đa dạng nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, duy trì thường xuyên công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng đã trao cờ thi đua của Bộ Tư pháp cho tập thể lãnh đạo cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho hai tập thể, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể cá nhân của ngành Tư pháp tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2023. Nhiều tập thể cá nhân ngành tư pháp của tỉnh cũng được Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Sáng nay, huyện ủy Hoa Lư tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo hội nghị. Năm qua, huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy Hoa Lư đã đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, triển khai toàn diện nhiệm vụ chính trị và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11 trên 13 chỉ tiêu kế hoạch. Chủ đề công tác năm 2023, giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, hiệu quả, thực chất, được các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị từ huyện đến cơ sở tích cực chủ động triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực. Các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được đẩy mạnh thực hiện. Năm 2023, Đảng bộ huyện Hoa Lư thành lập thêm 2 tổ chức đảng, kết nạp 173 đảng viên. Kinh tế duy trì ổn định, du lịch phục hồi nhanh chóng, tăng mạnh cả về số lượng khách và doanh thu. Công tác xây dựng nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu, có nhiều cách làm hay và sáng tạo, đạt kết quả tích cực. Đến nay, Hoa Lư có 62 trên 85 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống của nhân dân nhiều mặt được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,22%. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tô Văn Từ đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoa Lư đạt được trong năm 2023, đồng thời đề nghị Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch và triển khai các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư. Tập trung phát triển kinh tế theo hướng coi trọng chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và chất lượng thực thi công vụ của cán bộ công chức viên chức, khắc phục hiện tượng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phối hợp thực hiện việc bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, vùng đất cố đô Hoa Lư, phục vụ phát triển bền vững. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Hoa Lư đã phát động các cơ quan đơn vị địa phương, cán bộ công chức viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến, thi đua lao động sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân được Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng.
Sáng nay, Thành ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng của tỉnh. Năm qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, chương trình hành động, 5 chương trình công tác thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành theo hướng quyết liệt, chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12 trên 13 mục tiêu kế hoạch chủ yếu. Nổi bật là trong năm đã kết nạp 268 đảng viên mới, đạt trên 103% so với chỉ tiêu được giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.700 tỷ đồng, bằng 123% dự toán tỉnh giao. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Thành phố được Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá xếp thứ nhất về mức độ chuyển đổi số và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, huyện, thành phố năm 2022. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng địa phương được tăng cường. Năm 2024, Thành ủy Ninh Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm Bắc Hồ về thăm Ninh Bình, 70 năm ngày giải phóng thành phố. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Lê Hữu Quý ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được trong năm qua, khẳng định vị trí trung tâm chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Lưu ý những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và những mục tiêu lớn của tỉnh, đồng chí đề nghị Thành ủy Ninh Bình bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình công tác, trong đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính, phát huy vai trò trách nhiệm chủ trì trong tham mưu hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, rà soát kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình công tác toàn khóa, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Huy động các nguồn lực quyết liệt trong phát triển kinh tế, quản lý đô thị, xây dựng cho bằng được nét văn hóa đậm đà bản sắc đô thị di sản thiên niên kỷ, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, duy trì tốc đầu về công tác chuyển đổi số và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, huyện, thành phố, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm, nhất là quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tại hội nghị, các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023. Các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được biểu dương, khen thưởng. Sáng nay, huyện ủy Yên Khánh tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Tới sự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy. Năm 2023, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy huyện Yên Khánh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự nỗ lực của các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng đảng được thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả, nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì, công tác tổ chức cán bộ được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Cán bộ phát huy được vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công tác kiểm tra giám sát có nhiều đổi mới, coi trọng chất lượng hiệu quả, theo phương châm lấy phòng ngừa, xây dựng là chính. Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được tăng cường, kinh tế tiếp tục phát triển. Đến nay, toàn huyện đã có 26 sản phẩm OCOP, duy trì hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp, mô hình sản xuất lưới hữu cơ tiếp tục được nhân rộng, đạt 620 ha. Hoạt động của các khu cụm công nghiệp đạt hiệu quả cao, gia tăng giá trị sản xuất và giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho gần 20.000 người lao động trên địa bàn. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đạt kết quả nổi bật. Đến nay, toàn huyện có 12 xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện đang đề nghị Trung ương xem xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Năm 2024, huyện Yên Khánh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hình thức sản xuất tiên tiến gắn với các sản phẩm OCOP, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tăng cường thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đỗ Việt Anh đánh giá cao những kết quả mà Yên Khánh đã đạt được, đồng thời đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, tình yêu quê hương, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Đề nghị huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy bám sát chương trình nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới, chú trọng các giải pháp phát huy sức mạnh nội lực của cải thống chính trị, vai trò chủ thể của nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, đảm bảo sự ổn định để thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra. Tại hội nghị, huyện ủy Yên Khánh đã khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và 5 năm liền. Sáng nay ngày 9 tháng 1, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có các đồng chí lãnh đạo và thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh. Năm 2023, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông toàn quốc cơ bản được đảm bảo. Thực hiện chủ đề năm 2023 là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Ngành công an đã ra quân thực hiện việc kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Năm qua đã xử lý hơn 770.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 23,04% tổng số vi phạm. Tại tỉnh Ninh Bình, tai nạn giao thông năm 2023 giảm về cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh đặc biệt coi trọng, tập trung chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, nhất là vai trò của Công an tỉnh và Sở Giao thông Vận tải trong việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhấn mạnh, cần thống nhất có cách làm mới để công tác đảm bảo an toàn giao thông được triển khai hiệu quả trong năm 2024, thực hiện thông điệp thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông, tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Trước mắt là cần chú trọng quyết liệt, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 sắp tới.